Tập 50. Thái sư quốc sư. À, đang nói chuyện gì vậy? Tham kiến Ngọc Phi nương nương. Miễn lễ miễn lễ. Ngọc Phi nương nương, sao nương nương tới đây vậy? Là đại tỷ kêu ta tới xem thử lúc này chiến sự ở Tây Kỳ như thế nào rồi. À, xin nương nương yên tâm, bây giờ trận pháp của Khương Tử Nha đã bị mấy người của Hắc Đồ Lang chủ phá rồi. Thật hả? Ừ. Vậy thì quá tốt rồi. Đúng vậy. À, đúng rồi. Thái sư, tôi đang nghĩ triều ca chúng ta với Hắc Đồ Lang chủ đã kết minh, hơn nữa bên họ là giành được chiến thắng, có phải chúng ta nên chuẩn bị ít quà để qua chúc mừng Lang chủ hay không hả? À, quốc sư nói đúng đó. Lão phu cũng đang có ý này. Chỉ là lão phu đang bận trấn giữ quân doanh cho nên. Không sao đâu, bây giờ ta đã tới, vậy để ta với quốc sư qua bên Hắc Đồ chúc mừng. Vậy thì có thể bày tỏ sự xem trọng của triều ca ta với Hắc Đồ. Thái sư, vậy thì nhờ ngài sai người đi chuẩn bị quà mừng trước nha. Được, vậy thì xin nhờ nương nương đó. Cáo từ. Cũng không ngờ là Hắc Đồ Lang chủ lại giỏi như vậy. Họ có thể thắng luôn người của Khương Tử Nha. Lúc nãy danh thái sư nói với ta, không phải chỉ có Lang chủ mà còn có Lang chủ phu nhân Ly Cơ và con trai ông ta, võ công đều rất cao cường. Nhất là con trai ông ta có một món binh khí thần tiên. Ồ, vậy thì tốt mà. Nhân cơ hội này qua đó xem thử con trai của Lang chủ có điều gì ghê gớm như vậy. Được đó. Anh Đạt cũng uống đi. Ôi, anh Đạt xem có hay không hả? Chúa, đúng là muội rồi. Con gái chúc mừng phụ thân Khải Hoàng trở về. Nè, mau miễn lễ. Tạ ơn phụ thân. À, Lang chủ. À, loại vũ đạo như vậy đối với thiếp thì dễ như không. Ai trời, ta biết là nàng biết nhảy mà còn nhảy rất giỏi nữa. À, nhưng phù dung nhảy cũng đẹp mà, nàng nói có phải không? À, phù dung nè, phụ thân lần này Khải Hoàng trở về thực ra đều nhờ Long Nhi hết đó nghe. Không, chưa nghĩ phụ thần lực vô địch, Di thần sao dám giành công. Càng bất ngờ hơn là không ngờ quận chúa lại có tài nhảy múa. Lang chủ, thiếu chủ dũng mãnh thiện chiến, quận chúa dung mạo tuyệt trần, thần cung chúc lang chủ có được một đôi kim đồng ngọc nữ. À, nói hay lắm mà. Nè, các người hãy nhìn đi, hai đứa con của ta đúng là trai tài gái sắc nha, là trời sinh một cặp mà. Phải. Được rồi, cáp mực vui. Đừng giở trò nịnh bợ nữa. Ta nói thiếu chủ, cậu là nghĩa tử của Lang chủ, quận chúa là con gái của Lang chủ, đều là người trong nhà. Làm gì mà khách sáo quá, khen qua một câu khen về một câu, có phải không? Phải không hả quận chúa? Ta nói đúng không nè? Nàng thiết. Phụ thân,
tiệc mừng con không tham gia nữa đâu. Con đi về trước nha. Ê, Phù Dung, Phù Dung. Nè Phù Dung. Nàng xem đi, nàng xem đi. Nàng làm cái gì vậy hả? Tiếp làm gì chứ? Lớn rồi, nói một câu cũng không cho à? Ý của ta là nàng nhìn đi, lúc nãy Long Nhi cũng ở đây hả? Mọi người đều ở đây mà. Nàng làm vậy không sợ người ta cười hay sao hả? Nghĩa phụ. Long Nhi nè, hôm nay nghĩa phụ sẽ ghi nhớ lại công này của con. Chờ đánh bại được Tây Kỳ rồi, nghĩa phụ sẽ tổ chức cho con một hôn lễ thật linh đình luôn, cho con và Phù Dung thành thân. Cơ Long, đa tạ nghĩa phụ. Trời, mau đứng lên đi. Quốc sư Triệu Ca và Ngọc Phi nương nương gia đâu? Nghe nói Lan chủ tiến đánh Tây Kỳ để giành được thắng lợi, cho nên chúng tôi chuẩn bị ít quà mừng để chúc mừng Lan chủ đây. Ây trời ơi, nàng xem kìa. Ta thật không ngờ có hai vị khách quý ghé thăm, thiệt vinh hạnh. Nè, mời ngồi. Ây trời ơi. Ây trời ơi, Ngọc Phi nương nương à, qua đây ngồi ha. Nè, mời. 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 Nàng cứ ngồi đây ha. Nàng ngồi đây nè. Nè. Vị này là... Long Nhi. Nè, mau lên bái kiến Ngọc Phi nương nương đi. Dạ, Long Nhi bái kiến Ngọc Phi nương nương. Miễn lễ. Đây là nó là nghĩa tử của ta. Lần này phá được trận pháp của Khương Tử Gia đều là nhờ công của nó hết đó nghe. Thật không ngờ còn trẻ tuổi như vậy mà đã đánh bại Khương Tử Gia. Vậy thì người được chọn để tiêu diệt Tây Kỳ cũng đã có rồi. Đúng. Nhưng không biết binh khí mà cậu sử dụng hay loại pháp thuật là... Tôi đang Ngọc Phi nương nương, về chuyện đó hãy để nói sau đi. Hiếm khi nương nương với quốc sư tới Hắc Đồ chúng ta. Vừa đúng dịp Hắc Đồ đại chiến thành công, lang chủ chúng tôi đang mở tiệc ăn mừng, cho nên xin mời các khách quý hãy đi cùng tôi. Cảm ơn nương nương. Nếu mà đã có dịp, vậy thì xin mời. Quốc sư xin mời. Xin mời nương nương. Nè. Nghĩa phụ. Long Nhi à, phải ráng mà làm. Sau này Hắc Đồ ta nhờ vào con hết đó ha. Nghĩa phụ yên tâm, mọi việc đã có con lo rồi. Lan chủ, thiếu chủ là đệ nhất cao thủ của Hắc Đồ chúng ta, khắp thiên hạ này không ai có thể địch nổi. Đã có thiếu chủ đây, lập tức có thể công phá Tây Kỳ rồi đó. Tốt. Đại dương. Nè, được. Đại dương. Được. Thêm một chung nữa đi. Được.
Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đã nói các người bao nhiêu lần rồi, lúc cô Dương đang uống rượu vui vẻ với mỹ nhân, không cho các người làm phiền ta mà. Các người nghe không hiểu hay sao? Hả? Hay muốn ta giáng tội các người mới hiểu có phải không? Đại Dương, chuyện này Di Thần thật lòng không muốn làm mất nhã hứng uống rượu vui vẻ của Đại Dương với Nương Nương. Nhưng mà chúng thần vì có chuyện quá vui muốn báo cho Đại Dương biết thôi mà. Dạ phải, Đại Dương à, chúng thần vừa nghe được tin này liền lập tức chạy tới đây để báo cho người. Dạ. Cho nên cũng đành phải làm phiền người thôi. Vậy đó là tin gì? Nói mau. Đại Dương à, giờ Hắc Đồ Lang chủ đã khởi binh tiến đánh Tây Kỳ rồi đó. Dạ dạ dạ. Ồ. Dạ phải. Mà còn là vừa ra quân đã thắng, đánh bại được Tây Kỳ rồi. Hả? Hả? Ngươi vừa nói gì? Hắc Đồ Lang chủ đã đánh bại Tây Kỳ? Khởi bẩm Nương Nương, Bình Thành với Tây Kỳ trước nay rất gần nhau, bao nhiêu năm nay hai bên vẫn luôn đề phòng lẫn nhau. Nhưng mà lâu rồi Hắc Đồ không qua tấn công Tây Kỳ, chắc chắn Tây Kỳ đã lơ là phòng bị. Lần này đột nhiên Hắc Đồ Lang chủ xuất binh nên đã làm cho chúng trở tay không kịp đó. Hắc Đồ Lang chủ Hoàng Mộc Đoan đó, sức mạnh vô cùng. Cả ái phi của ông ta ly cơ đó càng ghê gớm hơn với pháp thuật Tiếu Lý Tàn Đao, cho nên mới đánh cho Tây Kỳ phải thất bại thảm hại. Cho nên Khương Tử Nha mới nghĩ ra một trận pháp, hắn muốn dây chặt họ lại. Kết quả kết quả con trai của Lang chủ đã phá được trận đó, mà ngay cả Khương Tử Nha cũng bại dưới tay cậu ta. Đây là chuyện không thể. Khương Tử Nha pháp thuật cao thâm như vậy, tóm lại là ai đã đánh bại hắn chứ? Từ ngàn xưa có câu núi cao còn có núi cao hơn, hay là câu đã có người giỏi thì có người giỏi hơn. Tỷ tỷ, chuyện đó có gì không thể? Hơn nữa Khương Tử Nha chỉ là người chứ đâu có phải là thần. Bây giờ chúng ta cũng được nở mày nở mặt rồi, có phải không Đại Dương? Hy vọng là Hắc Đồ Lang chủ sẽ thừa thắng xông lên. Tốt lắm, vậy cuối cùng chúng ta cũng có hy vọng đoạt lấy Tây Kỳ rồi. Đúng đó Đại Dương à, nếu như vậy có phải chúng ta nên chuẩn bị hậu lễ gửi tới Hắc Đồ để chúc mừng họ hay không? Được, vậy hai người thay cô Dương chuẩn bị phần quà mừng tặng cho Hắc Đồ Lang chủ, bày tỏ chút tâm ý của ta. Rõ. Ê trời ơi, Đại Dương, trước khi đưa quà, thần có một việc muốn nhắc nhở Đại Dương. Được, nói đi. Đại Dương, người có nhớ là đã từng hứa một lời hứa với Hắc Đồ Lang chủ không? Đại Dương đã từng nói là nếu Hắc Đồ Lang chủ với Triều Ca mà liên thủ để đánh bại được Tây Kỳ thì sẽ đem Tây Kỳ cắt ra cho Hắc Đồ Lang chủ. Cái gì? Đại Dương, người quyết định như vậy không hay đâu. Sao có thể đem quốc thổ nhường cho người khác được chứ? Đại Dương, thần thiếp cũng thấy đem Tây Kỳ cắt cho Hắc Đồ là không thỏa đáng. Nếu làm như vậy, đất đai của nhà Thương ta chẳng phải giảm đi rất nhiều sao? Trời ơi Đại Dương, lời của Nương Nương nói rất đúng á. Thần cũng thấy Hắc Đồ Lang chủ giả tâm rất lớn. Chuyện này nói không chừng cả nhà Thương ta cũng bị hắn nuốt chửng, không phải còn tệ hơn sao? Dạ phải. Vậy chúng ta nên làm sao đây? Đại Dương, Di Thần có một đề nghị như vậy. Chúng ta có thể làm bộ đi chúc mừng Hắc Đồ Lang chủ, rồi sau đó chúng ta sẽ âm thầm đi tìm hiểu nội tình bên trong của họ, thì chúng ta cũng dễ có một sự chuẩn bị cần thiết. Cách làm này rất là hay. Đại Dương, hiện giờ trọng thần đang chờ người trên đại điện để bàn về chuyện này á, xin người lập tức di giá ra đại điện. Dạ phải. Được. Hai mỹ nhân à, ta đi sẽ về ngay. Cung tiễn Đại Dương. Đi. Thank you.
Bên Hắc Đồ thực ra họ tài giỏi tới mức nào mà mới đó đã phá được trận pháp của Khương Tử Nha. Nè tí tí, tí tí, tí đang nghĩ cái gì vậy? Không có gì. Lúc trước ta bị ngân tim bạo kích của Dương Tiễn đã thương. Sau khi trở lại nguyên hình, nguyên thần của ta đã bị xuất ra ngoài. Lúc ta đi ngang qua bộ tộc Hắc Đồ, gặp một cô gái rất xinh đẹp. Và diện mạo lúc này của ta cũng dựa theo diện mạo cô gái đó mà biến ra. À, thì ra là vậy. Vậy tỷ tỷ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Dạo này đại dương lúc nào cũng bám ta không rời, cứ ở bên người đã. Còn về phía Hắc Đồ, muội dùng thiên lý truyền âm báo cho công báo với Ngọc Khánh. Dù gì đi nữa cũng phải hành động thật cẩn thận. Dạ. Quận chúa, cô nương tới nè. Nhũ mẫu, người tới rồi à? Quận chúa. Nè, ngồi xuống đi. Ngồi quận đi. Quận chúa ngồi đi. Quận chúa à, con tìm ta có gì sao? Quận chúa, con đang làm. Nhũ mẫu, người xem, con đang thêu áo choàng. Thêu áo choàng. Quận chúa, con là lá ngọc cành vàng. Nếu như con muốn thêu gì thì kêu người hầu làm được rồi, hay là giao cho Thu Nương làm đi. Dù gì Thu Nương cũng không có gì làm. Đây. Không cần, không cần đâu nhũ mẫu. Áo choàng này nhất định phải để con thêu mới được. Bởi vì... Bởi vì sao quận chúa? Bởi vì con... Con muốn... Thu Nương, tại người không biết đó, áo choàng này quận chúa chúng ta tính thêu để tặng. Nè, không có được nhiều chuyện. Thu Nương biết rồi, quận chúa làm để tặng người khác. Hơn nữa chắc chắn là tặng cho thiếu chủ, có đúng không? Thu Nương, lúc trước mỗi khi mọi người thêu, con hay đứng bên cạnh để xem. Lúc nào có hứng con cũng có thêu dài đường. Nhưng mà bây giờ có mấy kiểu thêu con không hiểu lắm, cho nên mới muốn mời nhũ mẫu tới đây để người chỉ thêm cho con. Quận chúa con đối xử với thiếu chủ thật sự quá tốt. Nhưng mà quận chúa sao con lại muốn thêu áo choàng này? Nó có mang ý nghĩa gì đặc biệt không vậy? Hả? Nhũ mẫu, người vẫn chưa biết sao? Ta biết chuyện gì chứ? Con... Trân Châu Hả? Nhũ mẫu tới cả buổi rồi, còn chưa được uống miếng nước nào hết. Sao không biết phép tắc gì hết vậy? Còn không mau rót nước. Thu Nương uống nước. Được rồi, cảm ơn. Quận chúa con chưa trả lời Thu Nương, vì sao nhất định phải thêu áo choàng này? Nhũ mẫu, thiếu chủ xuất binh đánh cho Tây Kỳ tới tơi bời qua lá. Xin lỗi. Trời xin ơi lỗi. Thu Nương sao mà không cẩn thận gì hết xin vậy? Xin lỗi. Chén bị bể thì không sao, nhưng là quận chúa bị thương thì biết chúa, sao đây? Xin lỗi, tôi đã thất lễ. Nhũ mẫu mau đứng lên, đừng có nghe Trân Châu nói bậy. Nước đâu có bắn vào người con, cũng không có làm dơ áo choàng, người không cần phải ngại đâu. Quận chúa, thiếu chủ thật sự đã đánh bại Tây Kỳ à? Đúng rồi, thiếu chủ không những đánh bại Tây Kỳ mà Lan chủ còn nói chỉ cần thiếu chủ sớm ngày tiêu diệt Tây Kỳ thì chuyện vui của quận chúa với thiếu chủ sẽ... Nè, đã nói với muội là không được nhiều chuyện mà. Sẽ sớm tới đó. Ta sẽ đánh muội. Ê, ê, nè, ê, đánh muội. Đừng mà, đừng. Nè, muội cứ nói nữa sao? Mỗi đánh muội nè, đánh muội nè, còn nói nữa sao? Nè, được không rồi, được rồi quận chúa, nè, mỗi không nói nữa, mỗi không chạy. Cái gì? Con nói lại lần nữa. Cha, con nói là Hắc Đồ Lang chủ Hoàng Mộc Đoan, nói là hồi đó chính hắn đã diệt Bình Thành,
Sau khi hắn diệt Bình Thành thì sao? Hầu gia, vậy trận Bình Thành đó thật ra kết quả như thế nào? Và Hoàng Mộc Đoan lời hắn nói có phải là thật không? Hai người đừng nói nữa, ta không muốn nghe, cũng không muốn nhắc lại. Cha, không phải con muốn ép cha nhớ, mà là con chỉ muốn hiểu rõ, sau khi trận Bình Thành kết thúc, cả nhà Thúc Phụ có phải đều đã chết ở Bình Thành hay không? Đúng vậy, cả gia đình của đệ đệ ta Cơ Hoàng cũng đều tử chiến ở nơi Bình Thành. Tới khi ta biết được chuyện đó, đang định cử binh đi đánh Hắc Đồ thì đế Tân lại hạ chiếu, nói hắn đã nghị hòa với Hắc Đồ rồi. Cho nên mối thù đó tới giờ chúng ta vẫn chưa trả được. Lúc đó tổ phụ con sai cha trấn giữ Tây Kỳ, còn Thúc Phụ con cử đi Bình Thành. Nhưng thật không ngờ lại gặp phải tai họa diệt vong. Chuyện đã qua hơn 20 năm rồi, mỗi khi cha nhớ tới chuyện này là lòng đau như cắt. Cha luôn cảm thấy mình thật là có lỗi với họ. Cha, con xin lỗi. Hài nhi làm cha phải nhớ lại chuyện cũ, xin cha đừng quá đau lòng nữa. Không sao. Hầu gia, thực ra có một chuyện Tử Nha nghĩ hoài vẫn không hiểu. Thừa tướng, là chuyện gì vậy? Không biết là vị công tử có cảm thấy không, người hôm nay tới cứu Hoàng Mộc Đoan có vài phần giống với hầu gia không? Đúng, con cũng cảm thấy đúng là hắn nhìn khá giống với cha. Lúc đó thật cứ có cảm giác có điều gì đó rất lạ ở đây, nhưng lại nghĩ không ra được gì. Chỉ thấy cậu ta rất quen. Nhưng mà hôm nay khi nhìn hầu gia, thần thực sự thấy là hắn với hầu gia đúng là có vài phần giống nhau. Thừa tướng, lời của ngài có ý gì? Ý của thần muốn nói, năm đó ở Bình Thành, có khi nào có người đã có cơ hội sống sót không? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Không thể sao? Cha, không lẽ Thúc Phụ không có con hay sao? Có, Thúc Phụ con có một đứa con trai. Hả? Một đứa con trai à? Ừ, ta còn nhớ con trai Thúc Phụ con với đại ca con Bá Ấp Khảo gần như đã ra đời cùng một lúc. Hả? Vậy cậu ấy đâu? Bây giờ cậu ấy ở đâu? Ta đã từng sai người đi tìm hiểu. Năm đó khi Bình Thành bị đánh phá, để mũi ta đem con của mình trốn ở trong nhà bếp. Có điều cuối cùng vẫn bị người của Hoàng Mộc Đoan tìm ra được, giết chết tại chỗ. Sao chúng có thể độc ác như vậy? Cả đứa bé cũng không buông tha sao? Nói như vậy, người đó với hầu gia không phải có quan hệ thân thích gì cả. Vậy tóm lại người tên Cơ Long đó là ai mới được chứ? Hả? Thừa tướng, Khanh nói Cơ Long. Đúng vậy, người mà chúng ta vừa nói tới, tên hắn là Cơ Long. Con trai của đệ đệ ta, Nó cũng tên là Cơ Long. Hả? Sao hả? Đẹp quá. Quá. Liên Cơ nương nương, con thể thấy được nương nương là người rất biết tận hưởng cuộc sống. Lẽ đương nhiên rồi, con người của ta bình thường là người rất xem trọng việc nghỉ ngơi. Quốc sư, mời ngồi. Được. Liên Cơ nương nương, Cơ Long cậu ấy là cô nhi đại dương lụm được. Cái gì? Lượm được à? Lượm được à? Lượm được ở đâu vậy? Chuyện này kể ra thì dài dòng lắm. Vợ trước của Lan chủ sau khi sinh ra quận chúa vì khó sinh mà chết, sau đó thì cưới ta. Ta lại không sinh được cho người đứa con nào. Lan chủ thì đứa bé đó có duyên với mình nên nhận làm nghĩa tử. Thì ra là như vậy. Lan chủ tới.
Ây chà, chào các vị. Lan chủ, sao người lại tới đây? Ôi trời, phu nhân à, ta phải nhân lúc có mặt của hai vị khách mà khen thưởng nàng cho đàng hoàng chứ. Trời ơi, Lan chủ, chúng ta là phu thê rồi, cần gì phải khen thiếp như vậy? Ta không những là phải khen nàng, mà còn phải khen Long Nhi của ta nữa đó. Hả? Khen Long Nhi? À, vì sao chứ? Nàng không biết sao, lúc nãy khi Long Nhi đang thao luyện binh mã, Long Nhi của nhà chúng ta oai phong lẫm liệt, rất có tác phong của đại tướng nghe. Ta đang nghĩ chờ diệt xong Tây Kỳ rồi, ta sẽ đem dương vị dương lại cho nó. Lan chủ, sao đang yên đang lành tự dưng lại truyền dương vị cho nó? Chuyện này không thể được. Hơn nữa Cơ Long là... Ê trời ơi, nàng lại nữa rồi. Ê, Cơ Long nó không phải là con cái gì của Tây Kỳ hết á. Ha, nàng đó đừng có lo lắng dẫn dơ làm gì. Làng chủ, nhưng mà... Được rồi. Ngọc Phi nương nương, quân sư, lúc nãy ở trong tiệc mừng công không tiếp đãi chu đáo, bổn làng chủ cố ý tới đây để cáo lỗi nè. Làng chủ khách sáo quá rồi. Chúng tôi tới làm phiền đã lâu, ta với Ngọc Phi nương nương cũng nên cáo từ rồi. Quốc sư, sao vậy? Quốc sư với nương nương mới đó đã về rồi sao? Đúng vậy, chúng tôi đi về đây. Ê, trời ơi, nương nương, muội với quốc sư lâu lâu mới tới, hay là ở lại chơi thêm vài ngày cũng cho tôi được chứng tỏ lòng thành của chủ nhà chứ. Đúng đó, Ngọc Phi nương nương, quốc sư, hai người hiếm khi tới đây. Vậy thì cứ ở thêm vài ngày đi. Đúng đó. Lan chủ với Ngọc Phi nương nương thịnh tình khó chối từ, công báo cũng không dám chối từ. Vậy công báo với Ngọc Phi nương nương sẽ ở đây chơi thêm vài ngày. Quá tốt rồi. Người đâu rồi? Dạ. Các ngươi đưa Ngọc Phi nương nương với quốc sư qua Bình Thành, rồi đi dạo một vòng thăm thú nơi này đi. Nhớ cho kỹ, phải chăm sóc thiệt tốt nghe chưa, không được thiếu sót. Dạ. Vậy hai chúng tôi xin cáo từ. Cáo từ. Tiễn khách. Ây chà. Lan chủ, người còn nhìn gì nữa vậy? Hả? Ta đâu có nhìn gì đâu. Tốt nhất là đừng có nhìn gì. Nàng xem. Lan chủ, tiếp nghĩ chuyện vừa nói lúc nãy, có lẽ người cũng nên suy nghĩ lại. Nàng xem đi, lại vậy rồi. Nàng muốn nói gì ta đều biết rõ, nhưng có điều ta nói cho nàng biết, hai đứa nó, một đứa là nghĩa tử của ta, một đứa là con gái của ta. Chờ sau này tụi nó trở thành phu thê, một đứa là con gái của ta, còn đứa kia là con rể của ta. Tụi nó cũng sẽ rất hiếu thảo với nàng, còn nàng cũng phải cố gắng chăm sóc tụi nó. Nàng biết chưa? Dạ. Ly Cơ ta có công lớn như thế nào ở Hắc Đồ chứ, sao lại có thể để lũ hậu bối giành mất dương vị? Nếu làng chủ thực sự sẽ nhường lại dương vị, vậy sau này hai đứa đó có còn xem Ly Cơ ta ra gì không? Không được, mình không thể để làng chủ nhường lại dương vị cho tên tiểu tử đó. Mình phải ngăn cản lại mới được. Không ngờ tên Cơ Long đó không phải con trai của Hoàng Mộc Đoan. Đúng vậy. Hơn nữa, Ly Cơ nghe chuyện Hoàng Mộc Đoan truyền vị cho Cơ Long hết sức bất mãn. Muội cũng có nhìn thấy, người phụ nữ như Ly Cơ rất nhiều giả tâm, cũng rất ham mê quyền lực. Cho nên
chúng ta có thể lợi dụng điểm này của họ. Lợi dụng điểm này của họ? Điểm nào chứ? Chúng ta có thể lợi dụng mâu thuẫn giữa Ly Cơ với tên Cơ Long, gây ra một chút xung đột. Gây ra xung đột hả? Không sai. Cơ Long pháp thuật cao cường, mà Hoàng Mộc Đoan muốn truyền dương vị cho Cơ Long, Ly Cơ nương nương chắc chắn không chịu. Cho nên chờ sau khi họ đánh bại Tây Kỳ rồi, chúng ta sẽ gây nên mâu thuẫn giữa bọn họ, để cho họ tự tàn sát nhau. Làm như vậy thì chúng ta có thể ngồi không mà hưởng lợi. Tới chừng đó, Hắc Đồ sẽ sát nhập vào đất của nhà Thương, nhà Thương chúng ta cũng sẽ mở rộng bờ cõi. Ừ, đây đúng là một cách hay. À đúng rồi, Ngọc Khánh, ngoài ra còn một việc. Chuyện gì vậy? Thần thế của Cơ Long. Thần thế của Cơ Long? Ừ. Ngọc Khánh, mùi có cảm thấy là Cơ Long nhìn giống người nào không? Mùi cũng thấy như vậy. Mới đầu khi vừa nhìn thấy mặt của Cơ Long đó, đã cảm thấy hắn rất quen, giống như đã gặp ở đâu rồi. Đúng vậy, ta cũng thấy Cơ Long và Cơ Sương có nhiều nét giống nhau. Ừ. Hơn nữa, hắn lại được lang chủ nhận nuôi, lại thêm việc hắn họ Cơ, cho nên ta nghĩ hắn với Cơ Sương của Tây Kỳ nhất định có quan hệ gì. Hả? Đó. Vậy chúng ta nên làm gì đây? Ngọc Khánh, ta có thể thấy được là Hoàng Mộc Đoan có ý với Bụi. Như vậy đi, Bụi lợi dụng điều này tiếp cận hắn, sau đó từ chỗ hắn tìm hiểu thêm ít tin tức nữa. Còn ta, Bụi biết rồi. Huynh định là sẽ ra tay từ phía Ly Cơ, có phải không? Ngay từ đầu Bụi đã biết tổng rồi. Ly Cơ nương nương cứ liếc mắt đưa tình với huynh hoài. Thần còn báo, huynh phải cẩn thận đó. Người đàn bà đó rất là xinh đẹp, coi chừng đừng để cô ta trộm luôn cả trái tim đó nha. Coi chừng Mụi sẽ nói cho nhị tỷ, tới lúc đó thì huynh... Được rồi, Mụi cứ yên tâm đi. Ta nói cho Mụi biết một chuyện, bây giờ trong lòng ta chỉ có duy nhất nhị tỷ Mụi, đừng có lo. Tốt nhất là như vậy đi. Đúng rồi, Hắc Đồ lang chủ với Ly Cơ muốn giữ chúng ta ở lại vài ngày, vậy chúng ta tranh thủ cơ hội này mà cố gắng điều tra cho rõ ràng. Nếu tên Cơ Long với Cơ Sương thực sự có quan hệ thì chạy đánh bại Tây Kỳ rồi, tên Cơ Long sẽ bị chúng ta. Không xong rồi, quận chúa, không xong rồi. Có chuyện gì mà hớt hai hớt hải vậy? Buổi tới phòng của thiếu chủ không thấy người, kết quả nghe Kim Qua nói là giống như là đâm vô gốc cây to vậy. Cây to gì chứ, rõ ràng mũi giống như tảng đá tông vào Kim Qua ta. Đá gì mà đá hả? Tôi tên là Trân Châu, mà nói cái gì vậy? Trời hả? Tôi được rồi, bây giờ mình biết thay. Quân chúa của tôi, Trân Châu là được rồi, còn không dừng tay nữa. Kim Qua, Kim Qua phải kiếm quận chúa. Ta sai Trân Châu đi tìm thiếu chủ, sao huynh ấy lại không tới? Huynh ấy đâu? Thiếu chủ hả? Cậu ấy, trời ơi, thiếu chủ đã... Huynh ấy sao vậy? Thiếu chủ... Trời ơi, nói mau lên đi, huynh ấy làm sao? Quận chúa à, Kim Qua nói cậu ấy bị thương rồi đó. Bị thương rồi? Quận chúa à, hôm qua sau khi dự tiệc mừng công thì đi tuần thị quân doanh, cậu ấy đã cưỡi ngựa đi qua đi lại, đi về, kết quả thì không cẩn thận mà từ dưới ngựa té lên trên ngựa. Trời đó. Ơi, ngu ơi là ngu. Sao lại như vậy chứ? Nè, rồi sao nữa? Quận chúa à, lúc nãy Trân Châu tới nói quận chúa tìm thiếu chủ, sau đó hả? Thiếu chủ đã nói là cậu ấy sẽ tới tìm tỷ. Cái gì? Huynh ấy đã bị thương khắp người, sao lại để huynh ấy tới tìm ta? Phải để ta đi mới phải chứ. Các người, trời ơi, cầm đi. Qua. Ta tới rồi. Long ca, huynh. Nè, huynh để mùi xem thử. Huynh. Ta làm sao chứ? Không phải huynh bị té sao? Kim Qua nói huynh từ trên ngựa té xuống mà. Ai mà có thể từ dưới ngựa té ngược lên lưng ngựa được? Huynh nghĩ ta cưỡi ngựa tệ gì sao? Là Kim Qua nói chứ bộ. Nó nói huynh từ dưới ngựa té lên trên lưng ngựa. Hai cái đứa này đúng là gan cùng mình.
cả gan chọc quê ta. Cho các người biết tay nè. Quận chúa, đứng lại nè. Không trách tụi muội được, thiếu chủ kêu tụi muội gạt tỉ như vậy mà. Dạ phải, muốn trách tôi cứ trách thiếu chủ đi, là ý của cậu ấy đó. Huynh kêu tụi nó gạt muội hả? Vì sao? Bởi vì ta muốn xem thử trong lòng của muội có ta hay không. Được lắm, cả ba người thông đồng với nhau chọc quê ta. Mắc cái gì muội phải lo cho huynh chứ. Thiếu chủ à, quận chúa đang giận thiếu chủ rồi đó. Ê nè, đây là cái gì vậy? Cái này là... Hả? Một cái áo choàng. Một cái áo choàng sao đẹp vậy? Nè, để ta thử xem. Hả? Quỳnh trả đây. À, thì ra là áo choàng của quận chúa. Xin lỗi, xin lỗi nha. À, thiếu chủ à, áo choàng này đúng là của quận chúa chúng ta. Nó đã được quận chúa đích thân theo từng đường kim mũi chỉ mới có được đó. À. Nó là để tặng cho... Im miệng cho ta. Nếu là áo của quận chúa tự tay thêu, đương nhiên là phải tặng cho ta rồi. Cảm ơn nghe. Ai nói là muội muốn tặng cho huynh? Hả? Không phải tặng cho ta, vậy muội tặng cho ai? Muội hả? Tất nhiên là muội tặng nghĩa phụ. Để ta nghĩ thử xem. À, ta biết rồi. Vậy là để tặng cho Ly Cơ. Ai mà thèm tặng bà ta. Nếu như không phải nghĩa phụ, cũng không phải Ly Cơ. À, à, ta biết rồi. Huynh biết rồi hả? Ừ. Vậy thì nói xem, muội định tặng cho ai? Nếu mà không phải tặng cho ta, lại vừa không phải là nghĩa phụ, vừa không phải là Ly Cơ, vậy chắc chắn người muội sẽ tặng là Cáp Mật Khôi. Làm gì có chuyện muội tặng cho Cáp Mật Khôi. Muội may cả buổi trời, mắc gì phải đem tặng cho Cáp Mật Khôi. Vậy thì lạ đó. Không phải tặng cho nghĩa phụ, không phải tặng cho Ly Cơ, vậy ngoài Cáp Mật Khôi còn có ai chứ? Ê, chắc chắn muội để tặng cho Cáp Mật Khôi rồi. Giờ ta sẽ đi nói với hắn. Nè nè, quay lại đây. Ừ? Đương nhiên muội tặng huynh rồi, mắc gì tặng cho Cáp Mật Khôi. Nói tới nói lui, thì ra là để tặng cho ta. Vậy cảm ơn nha. Ừ? Bây giờ muội không tặng cho ai nữa hết. Không tặng nữa? Không phải chứ, muội may vất vả như vậy, lúc nãy cũng đã nói là để tặng cho ta, sao bây giờ lại nói là không tặng? Tóm lại là tại sao? Trời ơi, thiếu chủ à, quận chúa của chúng ta đang giận thiếu chủ vì lúc nãy bị chọc quê đó. Trời, thiếu chủ, quận chúa nổi giận rồi, bây giờ xem cậu làm sao sửa lỗi đây. Ta đâu có cố ý chọc quê muội, chỉ là lâu quá rồi ta không gặp được muội, muốn xem thử là thực ra muội có quan tâm ta hay là không, có phải trong lòng đang nhớ tới ta không. Huynh chỉ muốn biết trong lòng muội có huynh hay không, trong lòng nhớ huynh hay không, mà không biết nghĩ cho muội gì hết. Muội sao vậy? Từ ngày huynh ra trận trở về, lâu rồi chúng ta không gặp nhau, vậy mà cũng không thèm tới thăm muội. Ngay cả nhũ nương của huynh là Thu Nương cũng không thăm. Huynh thật quá đáng. Quận chúa, vậy là muội hiểu lầm ta rồi. Ta phụng lệnh của nghĩa phụ đi sang bằng Tây Kỳ, cho nên ta phải ngày đêm không nghỉ để thao luyện binh sĩ, ngày ngày phải ở chung với các binh sĩ, mấy ngày liền không được nghỉ ngơi gì, ngay cả thời gian ngủ cũng không có, còn trách ta. Có thật không? Đương nhiên là thật rồi. Quận chúa, thiếu chủ suốt cả ngày phải thao luyện binh mã, hoàn toàn không được nghỉ ngơi, cũng nhiều ngày rồi không được về phòng ngủ đó. Đúng đó, đúng đó. Quận chúa, lúc nãy khi muội tới tìm thiếu chủ, cậu ấy còn đang huấn luyện cho binh sĩ đó. Có điều vừa mới nghe nói quận chúa muốn tìm, liền lập tức trở về thăm tỷ đó. Đúng đó. Thật sao? Vậy là muội trách lầm huynh rồi. Nè, muội chỉ biết trách ta, bây giờ thì hiểu vấn đề rồi chứ. Được, nếu mà muốn tặng ta, vậy thì ta mặc đây. Lại sao nữa? Để muội bạc cho huynh. Ê, hay quá hay quá, quận chúa với thiếu chủ như vậy là không sao rồi. Vậy là tốt quá rồi. Ê, trời ơi, đừng có kéo muội gì chứ. Trân Châu à, có phải muội cũng sẽ may cho ta một cái áo không? Mắc gì tôi phải may áo cho huynh chứ, huynh mập quá mà.
Nhưng quận chúa đã may cho thiếu chủ rồi, không phải muội cũng nên may áo choàng cho ta sao? Nè, tôi với huynh có quan hệ gì đâu. Thiếu chủ với quận chúa người ta là người yêu của nhau, và họ cũng sắp sửa trở thành phu thê rồi. Nè, không có được nói bậy. Hả? Lần này Trân Châu tuyệt đối không hề nói bậy, bởi vì nghĩa phụ đã đồng ý rồi. Hả? Thật sao? Ừ, nghĩa phụ nói chỉ cần ta sang bằng tay Kỳ sẽ đồng ý cho hai chúng ta lập tức thành thân. Thật hả? Ừ. Chúc mừng thiếu chủ, chúc mừng quận chúa, nô tỳ xin ban thưởng. Ừ, tiểu nhân nữa, tiểu nhân nữa. Thưởng cho ngươi nè, thưởng cho ngươi nè. Chuyện còn chưa vào đâu hết, đi đi. À, nhưng mà thiếu chủ à, quận chúa nói cũng đúng đó, đây chỉ là lời nói suông. Cậu có tính vật gì tặng cho quận chúa hay không đó? Ờ, ta ờ có. Ngọc bội này tặng cho muội. Đây là bảo vật gia truyền của huynh, sao tặng cho muội chứ? Cũng vì nó là bảo vật gia truyền của ta nên mới càng phải tặng cho muội. Muội tặng ta áo choàng nên ta tặng lại muội ngọc bội. Nhưng mà Long ca, ngọc bội này huynh đã đeo từ nhỏ cho tới bây giờ mà. Đúng, ta nhớ lúc nhỏ khi muội nhìn thấy ngọc bội này đã nói là rất thích, bắt ta phải tặng cho muội. Lúc đó ta đã nói tặng muội ngọc bội cũng được, nhưng mà sau này muội nhớ phải là làm nương tử của ta. Lúc đó muội nói với ta, muội nói ai mà thèm làm nương tử của huynh, không tặng thì thôi. Vậy bây giờ muội nhận ngọc bội của ta, có phải là đã đồng ý sẽ lấy ta làm nương tử của ta không? Phù Dung à, muội có chịu làm nương tử ta không? Muội chịu chứ, đương nhiên là chịu rồi. Ê.